Trong quý 1 này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện di dời các hộ dân tại các chung cư cũ. Đối với 10 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1, gồm 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D tại Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp và 6 khu có tính khả thi cao tại Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy khẩn trương thực hiện di dời các hộ dân, đồng thời khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2 và tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3 năm nay. Thành phố cũng tiếp tục rà soát các nhà chung cư trên địa bàn. Kính thưa quý vị, qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý 1 này, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng hơn 14.300 lao động, trong đó nhiều nhất là lĩnh vực may mặc gia công khoảng 5.000 lao động, cơ điện tử khoảng 2.200 lao động. Để hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động đầu năm, thành phố sẽ tổ chức các phiên sàn giao dịch trực tuyến và trực tiếp. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến đầu tháng 2 này, trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 94% doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, lao động trở lại làm việc trên 98%. Tại các khu công nghiệp, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đã là 100%. Đầu tháng 2 này, nông dân đồng bằng sông Cửu Long vui mừng khi thu hoạch lúa đông xuân sớm bán được giá cao. Trung bình giá các loại tăng từ 1.000 đồng đến 1.200 đồng 1 kg so với mùa vụ trước. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng tăng thêm khoảng 10 đô la Mỹ một tấn. Theo đó, gạo 5% tấm đang ở mức khoảng 470 đô la Mỹ một tấn, tăng từ 10 đến 12 đô la Mỹ so với đầu tháng 12 năm trước. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp gạo đã ký được hợp đồng xuất khẩu lớn với tổng khoảng 450.000 tấn gạo sang EU, Malaysia, Singapore. Hiệp hội Lương thực Việt Nam nhận định năm nay xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội bứt phá khi nhiều thị trường nhập khẩu gạo lớn như EU, Trung Đông, Trung Quốc, Philippines mở cửa. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa gửi thông báo đến Vietnam Airlines lưu ý khả năng cổ phiếu bị hủy niêm yết. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lũy kế năm nay là âm hơn 10.400 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày cuối năm vừa qua là âm gần 34.200 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là âm gần 10.200 tỷ đồng. Theo quy định, cổ phiếu của công ty đại chúng sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lũy kế, lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Do đó, HOSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu HVN bị hủy niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và vốn chủ sở hữu là số âm. Hôm nay không khí lạnh bổ sung bắt đầu ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Bắc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nền nhiệt tăng nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, cao nhất là từ 22 đến 25 độ. Dự báo tình hình thái thời tiết mưa nhỏ rải rác còn kéo dài ở miền Bắc hết tuần này đến ngày 5 tháng 2. Những ngày tới, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Bắc Bộ bước vào giai đoạn nồm ẩm khi độ ẩm tăng cao trên 85% kèm mưa phùn. Tình trạng ô nhiễm không khí cũng gia tăng do bụi bẩn không thể khuếch tán. Hội đồng châu Âu đã nhất trí cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự thứ 7 trị giá 500 triệu euro cùng 45 triệu euro cho hoạt động đào tạo của phái bộ hỗ trợ quân sự của Liên minh châu Âu EU tại Ukraine. Thông báo được đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell đưa ra trong khuôn khổ chuyến thăm Ukraine cùng với hàng chục quan chức cấp cao khác của EU. Đến nay, EU đã hỗ trợ Ukraine gần 60 tỷ euro, trong đó gần 12 tỷ euro hỗ trợ quân sự và 18 tỷ euro để giúp chính phủ nước này điều hành đất nước trong năm nay. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen cho biết EU có kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Tuy nhiên, hiện các nước EU chưa nhất trí được mức giá trần đối với dầu mỏ của Nga vì Ba Lan và các nước vùng Baltic muốn mức giá thấp hơn. Bà Leyen đến Ukraine cùng 15 ủy viên EU. Đây là lần thứ tư bà Leyen đến Kiev kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Chính phủ Pakistan chuẩn bị triệu tập một hội nghị có sự tham gia của tất cả các đảng phái nhằm tìm giải pháp đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Islamabad vào ngày 7 tháng 2.
Ngày 2 tháng 2, Thủ tướng nước này Sebat Sharif đã gửi lời mời tới Chủ tịch Đảng Zareb Eisab Imran Khan, đảng đối lập lớn nhất trên chính trường Pakistan. Ông Imran Khan cũng là cựu thủ tướng và bị phế truất hồi tháng 4 năm 2022. Chính phủ Pakistan trông đợi người đứng đầu của tất cả các đảng phái tham dự cuộc họp này để cùng bàn thảo và tìm ra lối thoát cho tình hình hiện nay. Lời mời gửi tới ông Imran Khan là một bước tiến lớn trong bối cảnh nhức phức tạp của chính trường Pakistan hiện tại. Chính phủ do phong trào dân chủ Pakistan đứng đầu và đảng PTI luôn đối đầu trong hầu hết tất cả các vấn đề quan trọng của đất nước. Hội nghị tất cả các đảng phái này được tổ chức trong bối cảnh đất nước Nam Á đang đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng từ các tổ chức khủng bố và tình hình kinh tế chính trị hết sức khó khăn, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập các đại sứ và đại diện của 9 nước phương Tây gồm Mỹ, Hà Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Anh, Đức, Bỉ, Pháp và Italia đến trụ sở Bộ Ngoại giao để phản đối việc hàng loạt lãnh sự quán tại Istanbul đóng cửa do lo ngại về an ninh. Trước đó, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã khuyến cáo công dân không tham gia các sự kiện đông người và tránh đến các điểm nóng du lịch ở trung tâm thành phố Istanbul do lo ngại nguy cơ khủng bố ngày càng gia tăng. Ít nhất 7 nước châu Âu đã tạm thời đóng cửa lãnh sự quán của họ tại Istanbul để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, tòa lãnh sự quán Mỹ vẫn mở cửa hoạt động bình thường do không nằm ở trung tâm thành phố và được bảo vệ an ninh tốt. Các cảnh báo an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ủng hộ Thụy Điển và Phần Lan gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau đó đã nổ ra các cuộc biểu tình ở Stockholm và Copenhagen và một số phần tử cực đoan chống Hồi giáo đã đốt kinh Koran khiến Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng phản đối. Tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã ban bố cảnh báo du lịch đối với Mỹ và châu Âu để đáp trả động thái của các quốc gia này. Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu đã chỉ trích các việc là các lãnh sự quán châu Âu tại Istanbul đóng cửa là nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 tới. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 ở lục địa này đã cải thiện trong tuần thứ tư của năm 2023, tuần kết thúc vào ngày 29 tháng 1. ECDC chỉ ra dữ liệu được báo cáo cho thấy tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Liên minh châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu có sự cải thiện về tổng thể và liên tục. Các chỉ số về tỷ lệ nhập viện, tỷ lệ bệnh nhân tại phòng chăm sóc đặc biệt, tỷ lệ tử vong vì COVID-19 đều ở mức thấp nhất trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, một số quốc gia châu Âu đã báo cáo mức gia tăng các ca mắc mới trong thời gian gần đây, dù các chỉ số vẫn tương đối thấp ở những nước bị ảnh hưởng. Theo đó, ECDC lưu ý, mặc dù tình hình dịch tễ học đã được cải thiện, COVID-19 vẫn tiếp tục đè nặng lên các hệ thống y tế của EU và khu vực kinh tế châu Âu. Đặc biệt, tổng cộng có hơn 1.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 đã được báo cáo tại 26 quốc gia EU và các khu vực kinh tế châu Âu trong tuần thứ tư của năm 2023. Vì vậy, ECDC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm vaccine mà nhắc lại trong phòng COVID-19, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương. Đến đây, bản tin 9 giờ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.